Thưa quý vị, với sự hỗ trợ của các cấp ngành địa phương, các tổ COVID-19 cộng đồng, kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cho đến nay, người dân tại phường An Khê, quận Thanh Khê luôn trong tâm thế sẵn sàng, đồng lòng cùng thành phố đẩy lùi đại dịch. So với các đợt dịch trước thì lần này, người dân tại phường An Khê tiếp nhận và nắm bắt rất nhanh việc thực hiện chỉ thị 16. Từ đó, qua các tổ COVID-19 cộng đồng, các hộ dân trong khu vực đều chấp hành rất tốt chủ trương giãn cách này. Cùng với sự hỗ trợ túc trực thường xuyên của các tổ COVID-19 cộng đồng, các lực lượng chức năng địa phương và sự quan tâm của các đoàn thể xã hội, người dân rất yên tâm, đồng lòng cùng thành phố quyết thắng đại dịch. Không thì mình cũng vẫn thực hiện đúng chỉ thị 16 là giãn cách không ra đường, rồi là ở tại chỗ, tâm lý thì bình thường. Tại vì mình cũng đã chủ động cái việc cách ly rồi, thì cũng không có gì gọi là ngại ngùng hết. Dịch ở đây dân người ta hiểu quá rồi. Đó là họ biết cái chủ động rồi, nên là họ không sợ cái đó là thiếu thực phẩm đâu. Là cần alo, sáng nay cũng có là hỗ trợ là người ta họ cần điện đến đây họ gỡ vô, chứ không có gì hết. Cái này là không có, người ta không có quan tâm. Họ không nghe nói chỉ thị 16 nhưng người ta giờ anh đi quanh hết cả xóm là bình thường, chứ không có gì chủ động hết cả. Hiện phường An Khê vẫn còn một khu vực đang thiết lập cách ly y tế liên quan đến ca bệnh tại đường Nguyễn Phước Nguyên. Với việc người dân tuân thủ và chấp hành tốt chỉ thị 16 sẽ giảm áp lực rất lớn cho lực lượng tuyến đầu chống dịch trong khu vực này, góp phần sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19, đưa phường An Khê trở về trạng thái bình thường.